Trong tập trước, trong lúc Tiêu Viêm đang bế quan để luyện chế thân thể cho Thiên Hỏa Tôn giả, thì nhóm Tiểu Y Tiên ở bên ngoài gặp phải tên trưởng lão Băng Hà Cốc là Thiên Xà đến đánh lén. Tiểu Y Tiên lúc này chỉ biết cầm cự kéo dài thời gian cho Tiêu Viêm, nhưng thực lực nàng yếu hơn nên bị lão đánh cho tơi tả. Cũng may cuối cùng Tiêu Viêm cùng Thiên Hỏa kịp thành công ra ngoài cứu nàng. Sau đó Tiêu Viêm quyết định sẽ giúp Tiểu Y Tiên hoàn toàn hóa giải ách nan độc thể. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Tiểu Y Tiên, tới tế đàn đi. Tiêu Viêm quay đầu lại nói với Tiểu Y Tiên. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên gật đầu, mũi chân điểm nhẹ trên đất, thân hình nàng nhẹ nhàng bay vào bên trong. Chung quanh tế đàn ẩn chứa đầy lực lượng chí dương khiến cho nàng khẽ chau mày, cảm giác không thoải mái lắm. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên bay vào tế đàn, Tiêu Viêm chần chờ một chút liền gọi điện Yêu Khôi ra. Lúc này, hắn mới cảm thấy yên tâm đi vào tế đàn. Trước lúc đi, hắn khẽ quay lại, hướng Thiên Hỏa Tôn giả nói, Diệu lão tiên sinh, thỉnh người hộ pháp cho chúng ta, đừng cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Thiên Hỏa Tôn giả mỉm cười gật đầu, thân hình vừa động liền xuất hiện dưới cây đại thụ dọc quảng trường, khoanh chân ngồi xuống. Yên tâm, chỉ cần không phải đấu tôn cường giả đến đây, sẽ không có ai có thể quấy nhiễu các người. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên khẽ chau mày, quang mang phản xạ lên thân thể nàng, khiến nàng cảm thấy nóng bức. Suy, suy, từng làn khói độc nâu tím dường như thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Y Tiên, từ trong cơ thể nàng bay ra, chạm phải quang mang tạo nên những tiếng vang trầm thấp. Không nên khẩn trương. Nhìn thấy hai tay Tiểu Y Tiên khẽ nắm chặt lại, Tiêu Viêm mỉm cười an ủi một tiếng. Bàn tay hắn vung lên, một quả tinh hạch tràn ngập năng lượng tinh hạch liền hiện ra trước mặt. Đây chính là ma hạch của Thiên Độc Hàn Long Thú. Sau khi lấy ra ma hạch, bàn tay Tiêu Viêm khẽ điểm, một hộp ngọc chậm rãi hiện ra. Hộp ngọc ánh một màu trắng như tuyết, thấp thoáng từng đoàn hàn khí nhàn nhạt từ bên trong không ngừng thẩm thấu ra. Tiêu Viêm nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, một vật thể xanh biếc xuất hiện trước mắt hắn. Bồ Đề Hóa Thể Tiên, Tiêu Viêm phải tổn hao rất nhiều tâm tư mới có thể có được kỳ bảo như thế này vào tay. Nó chính là một trong những tài liệu của phương pháp độc đan. Trước hết, ta sẽ giải khai phong ấn trong cơ thể ngươi, dẫn phát ách nan độc thể ra. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bàn tay nhịn không được khẽ run. Nếu như bản thân hắn thật sự không thể đem ách nan độc thể áp chế xuống, chỉ sợ Tiểu Y Tiên đương trường Hưng Tiêu Ngọc vẫn. Ta tin ngươi. Nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên biết trong lòng hắn rất lo lắng. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một nụ cười động lòng người, nhẹ giọng nói. Bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi nắm lại, thấp giọng nói, đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, ngày hôm nay ta tuyệt đối không được thất bại. Cởi y phục ra đi, ta phải giải khai phong ấn. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, tập trung toàn bộ tinh thần, trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên ngẩn ra, hai má nàng dần hồng lên. Nhưng khi thấy sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, không có chút cảm xúc lạ thường nào, Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, dù sao cũng bị hắn nhìn thấy nhiều lần rồi, hẳn sẽ không để ý thêm lần nữa đâu. Suy nghĩ như vậy, Tiểu Y Tiên liền nhẹ nhàng chút bỏ y phục. Sau khi y phục dần được cởi ra, thân thể hoàn mỹ trắng mịn màng dần hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy thân thể hoàn mỹ ở trước mắt như vậy, cho dù định lực của Tiêu Viêm vô cùng chấn định nhưng ánh mắt hắn không nhịn được phải lóe lên một cái. Sau cùng nhanh chóng ngưng thần, tịnh tâm, ánh mắt nhìn lên hạ thể Tiểu Y Tiên. Tại đó, có vô số vết đỏ nhạt như những ký hiệu bao quanh thân thể nàng, tạo thành một cái phong ấn hoàn mỹ. Khi độc khí xám cho lan tỏa khắp thân thể, gương mặt hồng nhuận của Tiểu Y Tiên dần chuyển sang tái mét, lộ ra vẻ thống khổ, dãy giụa, biểu hiện nàng đang chống cự sự phản phệ của ách nan độc thể. Ánh mắt Tiêu Viêm nhanh chóng nhìn qua thân thể đang run rẩy không ngừng của Tiểu Y Tiên ở trước mặt, hắn nhanh chóng đem Bồ Đề Hóa Thể Tiên từ trong thanh bạch hỏa diễm ra, hít một hơi thật sâu. Tiêu Viêm đưa bàn tay đang cầm lấy Bồ Đề Hóa Thể Tiên ấn lên trên bụng Tiểu Y Tiên. Bồ Đề Hóa Thể Tiên vừa mới chạm nhẹ vào thân thể Tiểu Y Tiên, liền lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong thân thể nàng. Sau khi Bồ Đề Hóa Thể Tiên dung nhập vào trong thân thể Tiểu Y Tiên, một cỗ khí tức tràn ngập sinh cơ ngay lập từ vùng bụng Tiểu Y Tiên lấy tốc độ ánh sáng, trong vài nhịp thở đã lan tỏa khắp người nàng. Tiểu Y Tiên vận chuyển đấu khí, áp xúc độc khí, tạo độc đan, cảm nhận được độc khí xám cho nhanh chóng mất đi khí tức tử vong. Tiêu Viêm nhất thời quát lên một tiếng chói tai, trực tiếp truyền đến sâu trong linh hồn Tiểu Y Tiên. Dưới tiếng quát lớn như vậy của Tiêu Viêm, linh hồn Tiểu Y Tiên hơi khôi phục lại thanh tĩnh một chút. Sau đó, nàng vội vàng vận chuyển đấu khí, dựa theo phương pháp độc đan ca, bắt đầu từ từ áp xúc lốc xoáy độc khí mênh mông. Dưới sự điều khiển của Tiểu Y Tiên, lốc xoáy độc khí bắt đầu dần ngưng tụ về phía trung tâm viên ma hạch. Dưới sự ngưng tụ, trùng kích mạnh mẽ như vậy, viên ma hạch bắt đầu phóng ra năng lượng cuồng bạo chống lại sự ăn mòn của độc khí. Thình thịch, lốc xoáy độc khí xám cho không ngừng tốc xoáy, năng lượng trong viên ma hạch xa ra càng nhiều. Dưới sự vận chuyển, thúc dục đấu khí không ngừng tiến vào trong cơ thể. Thể tích viên ma hạch chậm chạp thu nhỏ lại. Phu, cảm tạ trời cao. Ở bên ngoài, Tiêu Viêm cảm nhận được diễn biến bên trong cơ thể Tiểu Y Tiên liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, chợt cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm, cuối cùng Tiêu Viêm trực tiếp ngã người nằm xuống. Hết thảy
mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại, chỉ việc an tĩnh chờ Tiểu Y Tiên hấp thu toàn bộ ách nan độc khí, sau khi ách nan độc khí ngưng tụ. Như vậy, về sau Tiểu Y Tiên đã có thể hoàn toàn khống chế được ách nan độc thể, không còn bị nó bộc phát vô cớ nữa. Ở trong Diệp Thành, Tiêu Viêm vừa giải quyết xong chuyện ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên, thì tại một mảnh băng nguyên cách xa Diệp Thành, ở sâu trong một tòa đại điện lại có một âm thanh lạnh lẽo chậm chậm vang lên. Chuyến này đi 54 người, nhưng trở về chỉ có một mình ngươi. Thiên Xà, đây là kết quả ngươi muốn nói cho ta. Âm thanh lạnh lùng như băng vang lên, xuất phát từ một gã bạch y đang ngồi trên vương tọa chế tác từ băng. Đôi mắt gã như không có cảm tình liếc nhìn lão giả đang quỳ dưới đại điện. Cốc chủ, chuyện này thuộc hạ cũng muốn bẩm báo một chút. Tin tình báo đưa tới tay, tất cả đều sai lầm. Ở trong nhóm người kia, có một gã đấu tôn cường giả. Thuộc hạ lần này có thể trở về cũng là do may mắn. Nếu không, dưới đại điện, lão giả đang quỳ kia ngẩng đầu lên, bẩm báo. Hiển nhiên, người này chính là Thiên Xà trưởng lão đã trốn thoát dưới tay Thiên Hỏa tôn giả lần trước. Đấu tôn, mấy tinh đấu tôn. Nghe vậy, bạch y nhân đang ngồi trên vương tọa thoáng dao động, hỏi, hẳn là nhất tinh đấu tôn. Nếu không, thuộc hạ cũng không có cách nào thoát khỏi sự truy bắt của người này mà về lại đây được. Thiên Xà chần chờ một chút liền cung kính bẩm báo. Ha ha, khó trách có thể khiến cho Thiên Xà ngươi chật vật như vậy. Nguyên lai là do một gã nhất tinh đấu tôn. Thanh âm già nua đột ngột vang lên, nhìn về hướng phát ra, chỉ thấy tại một góc đại điện, có một bạch y lão già đang tươi cười nhìn Thiên Xà. Chỉ là nhất tinh đấu tôn thôi sao? Bạch y nhân ngồi trên vương tọa khẽ thì thầm, sau cùng gật đầu, ngón tay cái hắn nhẹ nhàng điểm lên ghế. Một lát sau, thản nhiên nói, ách nan độc thể, bổn tôn nhất định phải có được, chỉ là một gã nhất tinh đấu tôn, không thể khiến cho bổn tôn bỏ qua được. Người có nắm được hướng đi của đám người kia không? Nghe vậy, Thiên Xà có chút xấu hổ lắc đầu, hắn chạy trối chết, sao còn thời gian đi để ý hướng đi của đám người kia chứ? Nhìn thấy Thiên Xà lắc đầu như vậy, bạch y nhân khẽ cau mày, một cỗ khí tức lạnh lẽo thấu xương chậm rãi lan tỏa khắp đại điện. Dưới loại tình huống này, đấu khí cũng phải cô động lại một cách đáng sợ, khiến cho Thiên Xà dùng mình. Bên ngoài Diệp Thành mùa xuân dần dần qua đi mang lại cái rét lạnh, thậm chí là những bông tuyết nhỏ đang nhẹ nhàng rơi xuống khi mùa đông đến gần. Ngoài thành, chỉ thấy vô số bóng trắng đang chậm rãi từ bốn phương tám hướng hướng nơi mà đến. Trên ngực những bóng trắng này đều đeo một cái huy chương giống nhau, một mảnh bông tuyết kiều diễm mà lạnh thấu xương. Băng Hà Cốc, bên trong Diệp Thành, bởi vì ngoài thành đột nhiên xuất hiện đại quân Băng Hà Cốc mà xôn xao hẳn lên. Bọn họ đều không biết là ai có thể làm cho một trong tam đại cốc Băng Hà Cốc xuất động như thế. Diệp gia, giao ách nan độc nữ ra, nếu không hôm nay Diệp gia tất diệt. Ở trong thành, mọi người nhất thời vì bình chướng hàn khí mà hoảng hốt. Từ ngoài thành một đạo thanh âm nhàn nhạt già nua mang theo đấu khí hùng hồn chậm rãi truyền vào trong thành, vang vọng rõ ràng bên tai mỗi người. Sự xuất hiện của đám người Thiên Xà khiến cho trong thành vang lên từng đạo xôn xao hoảng sợ. Thiên Xà ánh mắt âm tàn chuyển sang Tiêu Viêm, cười gần nói, tiểu tử, ta muốn xem lần này ai có thể cứu ngươi. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, đấu khí bàng bạc từ trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Thiên Xà trưởng lão, người này chính là mục tiêu của hồn điện ta, không biết có thể đem hắn giao cho ta xử lý hay không. Ngay tại lúc Thiên Xà sắp sửa ra tay thì một mảnh hắc vụ nồng đậm đột nhiên từ xa lướt đến, sau đó hiện ra trên không trung, âm trầm cười quái dị. Vụ hộ pháp, cảm nhận được sát ý đang điên cuồng bộc phát ra từ cơ thể Tiêu Viêm, mọi người trong thành mang theo ánh mắt có chút kinh nghi nhìn về hắn. Thiên Xà cũng có một chút kinh ngạc, chợt suy nghĩ, xem ra Tiêu Viêm này hẳn là đã sớm có ân oán với hồn điện. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh lùng, hỏa diễm xanh biếc chậm chậm từ trong cơ thể dữ dội tuôn ra, bàn tay nắm chặt lại, huyền trọng xích nhanh chóng hiện ra, tức thì đem huyền trọng xích chỉ về phía vụ hộ pháp, nói, mạng của ngươi hôm nay, ta thu. Chực đối với lời nói của Tiêu Viêm, vụ hộ pháp kia vẫn cười lên một tiếng lạnh lẽo, hắc vụ bắt đầu khởi động, mà xương xích đang quấn quanh thân đột nhiên run lên, hóa thành tia chớp hướng Tiêu Viêm bắn mạnh tới. Bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt trọng xích, ánh mắt không nửa điểm ba động, cước bộ nhẹ nhàng lướt tới, nhất thời một đạo hắc sắc thiểm điểm trực tiếp từ trong hư không xuyên thấu ra, sau đó như tia chớp bắn đi. Đinh, đang, hỏa diễm xanh biếc quanh quẩn phía trên trọng xích, cổ tay Tiêu Viêm vừa động, trọng xích mang theo hỏa diễm nóng bỏng hung hăng chém lên trên xiềng xích, mà dưới nhiệt độ của lưu ly liên tâm hỏa, xiềng xích quanh hắc vụ nhất thời bị hòa tan. Hừ, cảm nhận được cự lực từ xiềng xích truyền tới, trong lòng vụ hộ pháp hơi hoảng sợ, liền cười lạnh một tiếng, mười ngón tay kết xuất ra một đạo tàn ảnh, sau đó chỉ nghe từng đợt tiếng xé gió khúc kích truyền ra, gần 10 đạo hắc sắc xiềng xích từ trong cơ thể lướt ra dữ dội, ở giữa không trung, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh trường mâu xiềng xích khổng lồ màu đen. Đi, quát nhẹ một tiếng, thanh trường mâu xiềng xích khổng lồ màu đen đang lượn lờ quanh hắc vụ quỷ dị nồng đậm kia nhanh như tia chớp lướt đi, sau đó chợt lóe liền biến mất. Ngay khi trường mâu xiềng xích màu đen kia biến mất, con người Tiêu Viêm hơi co lại, bàn chân lui về sau vài bước, trọng xích đột nhiên vẽ lên một đường cong huyền dị. Lục hợp du thân xích, lục hợp hỏa,
tàn ảnh hiện lên, Trọng Xích đột nhiên huy động, một đóa hỏa mang xuất hiện ở đỉnh Thước hóa thành mũi thước nhọn hoắc gào thét phá ra. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhấn like và đăng ký kênh để xem tiếp tập sau nha.